Quân đội Ukraine ngày 27 tháng 8 cho biết các lực lượng của nước này đang đạt được tiến triển ở Zaporizhia, trong khi quân đội Nga tăng cường tấn công vào các khu vực quanh thành phố Kupiansk ở mặt trận phía đông. Nga đã tăng cường đáng kể số lượng cuộc tấn công. Ngày hôm qua, đối thủ nã pháo vào các vị trí của chúng tôi 620 lần và tiến hành 15 cuộc không kích. Ông Ilai Yevlas, người phát ngôn của lực lượng Ukraine ở mặt trận phía đông cho hay. Tuy nhiên, trọng tâm của đối thủ thay đổi liên tục. Họ dịch chuyển trọng tâm từ Kupiansk sang Novorossiyska, ông Yevlas cho hay khi nhắc đến một ngôi làng ở đông bắc Kupiansk. Bên cạnh đó, Ukraine vẫn tiếp tục cuộc tấn công theo hướng Bakhmut và tiến công từng mét, ông Yevlas nói. Theo người phát ngôn này, trong ngày qua, Nga đã nã pháo vào các vị trí của Ukraine 590 lần bằng hệ thống tên lửa phóng loạt và các hệ thống pháo. Ông Yevlas cho rằng các chiến thuật của Nga gần như không thay đổi trong khu vực. Kể từ khi lực lượng Wagner tuyên bố kiểm soát thành phố Bakhmut ở phía đông Ukraine vào tháng 5, Ukraine vẫn duy trì các cuộc giao tranh ở đây và nỗ lực giành lại lãnh thổ. Còn tại phía nam, các lực lượng của Ukraine tiếp tục tấn công gần làng Robotin, người phát ngôn các đơn vị của Ukraine tại khu vực này cho hay. Ukraine tuyên bố đạt được thành quả ở Robotin và những khu vực xung quanh những ngày qua với một số video trên mạng xã hội cho thấy quân đội nước này đã tiến vào ngôi làng. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 27 tháng 8 cho biết hai chiến đấu cơ Su-25, 9 tên lửa HIMARS và 30 UAV của Ukraine đã bị phòng không Nga bắn hạ trong ngày qua.